Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu la răng mới rất là đẹp. Mẫu la răng này có thể gọi là mẫu la răng của dòng xe Maybach R12. Bản rộng là 14,5 và đường kính là 50. Tim 4 cái con ốc này thì từ đây qua đây là 7-11 nhé. Đấy, từ đây là 7 và từ đây qua đây là 11. Đường kính là 50 nhé, bản rộng là 14,5 và tim ốc là chéo 10 vuông 7. Cảm ơn các bạn đã theo video của mình. Tải trọng của một cái bánh này là 325 kg một bánh các bạn nhé. Thế ta biết là lấy rồi. Mắc noát là 325 kg trên một bánh này.